Chương trình thông tin ca nhạc. Chương trình thông tin ca nhạc. Các bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ khởi động lại tiết mục Tết trong tôi, chia sẻ với quý vị và các bạn những bài cảm nhận, kỷ niệm về những mùa Tết đã qua của quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Ban biên tập chương trình chân thành cảm ơn, trân trọng tình cảm quý vị thính giả đã gắn bó yêu thương và đồng hành cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp trong thời gian qua. Hẹn phố, miền văn kết nối yêu thương. Hẹn phố, nơi ấm áp những tình thân. Tiếp nối chương trình, mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tùy bút Cánh cửa mùa xuân của Quốc Trầm. Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ gỡ xuống, cũng là lúc lòng ta chợt nhớ đến quê hương, đến cái Tết nơi quê nhà với những kỷ niệm vẹn nguyên như đang bày ra trước mắt. Những ngày giáp Tết, khi những cành mai vàng khoe sắc thắm nghiêng nghiêng trong những làn mưa xuân mỏng manh se se lạnh, hình ảnh cha mẹ đang vội vàng cấy dội cho xong mấy mảnh ruộng để về nhà lau dọn bàn thờ tổ tiên, đánh bóng bộ lư đồng, mua sắm và sửa soạn nhà cửa đón Tết. Nhớ làm sao mỗi khi xóm làng có vài người xa quê trở về trong sự mừng vui của gia đình và bà con chòm xóm, cả nhà quây quần bên bình trà nóng đậm đà hương vị tình thâm. Tết quê đang sâu vào tiềm thức của bao người con tha phương, nhưng vì một lý do nào đó mà đôi khi không về được. Hình ảnh quê hương luôn hiện diện trong tâm thức với những ký ức xa xưa. Đó là hình ảnh lũy tre làng rợp bóng xanh mát, những sân nhà nhiều cây mai vàng nở rộ, những con kênh nhỏ chạy dài bên những cánh đồng lúa trĩu hạt. Ngôi trường làng ngói đỏ cũng được mọi người chung tay trang trí, dọn dẹp và sơn mới để tất cả khoác lên mình chiếc áo mùa xuân. Đời ấy có biết bao nhiêu điều thân thương của bà con láng giềng, tuy nghèo mà đậm đà tình nghĩa. Có dáng mẹ liêu xiêu mỗi ngày sớm đi tối về, bươn chải để cho con cháu có được những mùa xuân vui trọn vẹn. Có hình ảnh cha trong những ngày cuối năm mà vẫn phải vất vả làm lụng kiếm tiền, khi ánh mặt trời chiếu thẳng, xuyên qua chiếc áo bạc màu, rồi đưa tay quệt dội những giọt mồ hôi mệt nhọc đua nhau chảy trên vần trán gầy hao. Có bóng anh vẫn chiều đi dọc bờ sông, chặt mấy nhành mai vừa ra nụ về chưng cho đẹp nhà đẹp cửa, lấy đất sét nhào nặng đồ chơi tặng em làm quà thay cho tiền lì xì. Có mái tóc chỉ cột dây thun đội trên đầu mâm bánh chuối chiên mỗi ngày 2-3 lượt để kịp phụ mẹ ít tiền mua nếp gói bánh cúng gia tiên. Có dáng bà mỗi hoàng hôn ra ngõ trông về phía xa xăm, dư nhớ dư thương ông đã khuất núi lâu rồi. Có tụi bạn một thời tinh nghịch, có cả mối tình xa lắc thuở đôi mươi. Tất cả như chậm chậm được ghi lại bằng một cuốn phim đời không phai nhạt, để khi xa quê rồi ta mới thấm thía nỗi nhớ quê, mới thấu hiểu cái lạnh khi thiếu vắng tình cảm gia đình của mẹ, của cha, của anh em, bè bạn. Tết mở toang cánh cửa kỷ niệm để mỗi người có dịp nhìn lại và nhận ra, dù đi tận đâu, làm công việc gì, giàu sang hay cơ cực, thì vẫn cần trở về bên gia đình trong thời khắc chuyển giao đón chào năm mới. Thế hoa mai nở biết xuân về đây, 12 tháng qua mơ một mùa, bạn bè bốn ba khắp hương thấy xuân về trên miền quê hương, ta được phút tương phùng yêu thương. Có cô thôn nữ ước một mùa xuân, người yêu sẽ mang thật nhiều quà, một niềm tin dâng chất ngất,
hái hoa lộc chúc mừng đầu năm, chúc anh vui bước đường công danh. Em hỡi thấy không em, mừng xuân hoa nở khắp trời, chúc nhau đạt nhiều thắng lợi và mừng bát nông phu, vui xuân nâng chén rượu quên những ngày vất vả ngược xuôi, ngắm hoa mai nở muôn xuân đừng qua. Tình thương vắng xa sẽ được đậm đà, mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên, dưỡng xuân về gia đình đoàn viên. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên, dưỡng xuân về. Gia đình.